Ngày 18 tháng 12, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thăm bang Karnataka. Tại đây, thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Thống đốc bang Thawad Chand Gahlot và lãnh đạo bang Karnataka. Thay mặt chính quyền và nhân dân bang Karnataka, Thống đốc Thawad Chand Gahlot nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến thăm bang Karnataka. Thống đốc Thawad Chand Gahlot khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và không ngừng được vun đắp trong suốt thời gian qua. Gần đây, hai nước tích cực hỗ trợ lẫn nhau chống lại đại dịch COVID-19. Với nền tảng đó, Thống đốc Thawad Chand Gahlot tin tưởng quan hệ Ấn Độ-Việt Nam trong thời gian tới sẽ ngày càng sâu sắc hơn nữa. Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại thủ đô New Delhi, các cơ quan hai nước đã phối hợp tổ chức diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, thu hút hơn 200 doanh nghiệp tham dự trực tiếp và khoảng 500 doanh nghiệp tham dự trực tuyến. Đây đều là những doanh nghiệp hàng đầu của hai nước. Ngay tại diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước cũng đã ký 12 thỏa thuận hợp tác, trong đó có 4 dự án đã xác định giá trị cụ thể lên tới 4,5 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thống đốc Thawad Chand Gahlot và lãnh đạo bang mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các địa phương và với các doanh nghiệp của Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực mà bang có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu như các ngành công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, số hóa, ICT, công nghiệp bán dẫn. Thống đốc Thawad Chand Gahlot cho biết, bang Karnataka có thế mạnh rất lớn về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghệ sinh học, dược phẩm, thiết bị y tế, chế tạo ô tô, đồng thời bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm Ấn Độ và bang lần này có các thành viên chính phủ phụ trách các lĩnh vực mà bang Karnataka có thế mạnh. Thống đốc Thawad Chand Gahlot tin rằng điều này sẽ giúp hai bên tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới trong tương lai, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.